Chiều ngày 7 tháng 6 tại xã Kiên Thọ, mặt trận tổ quốc xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân xã bầu tại khu vực để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện bầu tại xã Kiên Thọ gồm các ông bà Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thọ, Bùi Thị Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh. Thay mặt cho tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Quách Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thọ báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm của huyện Ngọc Lặc, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024 thông báo kết quả giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Với tinh thần và trách nhiệm, cử tri xã Kiên Thọ, Phúc Thịnh đã đề xuất với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện những nội dung chủ yếu như khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông trung tâm xã Phúc Thịnh từ nhà mé sắn đi Phùng Minh, tuyến đường từ làng Mót, làng Sòng, xã Phúc Thịnh, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi tại xã Kiên Thọ, ra soát quản lý các hộ trang trại có lợn để không xả thải ô nhiễm môi trường vấn đề đất nông nghiệp so với nhân khẩu công tác số hóa đường giao thông từ ba si đi ngọc phụng vấn đề ô nhiễm môi trường an toàn giao thông do các xe vận tải lớn lưu thông trên tuyến đường từ ba si đi sông âm vấn đề điện sinh hoạt xuống cấp cần khắc phục việc cấp giấy chứng nhận và xác định nguồn gốc đất ở một số hộ làng bào xã phúc thịnh phát biểu tiếp thu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân huyện tại xã kiên thọ đồng chí bùi hưu toàn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri hai xã kiên thọ phúc thịnh